Chào bạn, mình là Nguyễn Công Trình và trong cái buổi thảo luận ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học về cái cách xác thực và cái độ khó khi mà chúng ta khai thác trên blockchain. Thì đối với hệ thống blockchain ấy, cứ 10 phút thì sẽ có một khối mới được thêm vào cái blockchain Bitcoin. Nhiều blockchain khác ấy, thì một khối nó nhanh hơn hẳn rất là nhiều. Và để thay đổi một giao dịch trong một khối thì mỗi khối phải được đào lại bằng mã băm và nhất thiết phải là mã băm mới, và nó nhanh hơn cái tốc độ toàn bộ mạng lưới đang được được thêm vào cái khối đó. Như vậy thì khi mà thay đổi một cái giao dịch ở một khối thì phải đào lại bằng mã băm mới. Điều này có lẽ là khả thi với một số cái khối mới đưa vào, nhưng thường thì cứ 6 khối được thêm vào trên một cái khối giao dịch. Thì việc thay đổi các giao dịch trong trong một khối ấy, về mặt tính toán thì sẽ trở nên là không thể thực hiện được. Đấy. Một khối mới được đưa vào trên trên một cái khối liền trước ấy, sẽ được coi là một cái xác nhận rằng là cái khối giao dịch liền trước hợp lệ và sẽ không thay đổi. Đấy. Và không đổi luôn. Và 6 khối phía trên sẽ là xác nhận đồng thời và đưa ra đủ cái độ tin cậy để biết rằng là cái giao dịch trước trước 6 khối đó sẽ không bị sửa đổi hoặc là bị đảo chiều. Điều đó nghĩa là gì? Điều đó là khi mà cái khối mới được đưa vào thì nó xác nhận là cái khối cũ là hợp lệ. Đấy. Thì như thế, ví dụ như là đây là khối A là cái khối cũ chẳng hạn. Đấy. Thì khi mà mình đưa một cái khối B vào. Đấy. Và nếu mà cái khối B này được chấp nhận. Đấy. Nó được xác nhận rằng là hợp lệ thì cái khối A này nó cũng là hợp lệ. Đấy, và nó sẽ không không có thể nào thay đổi được. Đấy. Cái thứ hai đó là cái chỉ tiêu độ khó trên mạng lưới Bitcoin. Đối với cái chỉ tiêu độ khó này thì chúng ta cũng biết là việc mà đào được cái Bitcoin ấy, nó rất rất là khó khăn. Ngày trước thì nó rất là dễ rồi. Ngày ngày trước thì với một cái máy tính PC đơn giản thì người ta có thể đào được rất là nhiều Bitcoin. Nhưng mà ngày nay thì cần phải có một dàn hệ thống máy tính mà nó tiêu tốn rất là nhiều điện. Đấy. Và chúng ta vào cái chủ đề ngày hôm nay. Đấy là cái độ khó của nó. Các băm ấy được đưa vào ở trong cái ví dụ mà ở bài bài trước ấy là có nhiều số 0 đằng đằng trước. Ví dụ như thế này. Ví dụ 000 df đấy. Vân vân thì đằng trước nó là có những cái con số 0 như thế này. Đấy. Một khối thì chỉ có thể được thêm vào blockchain Bitcoin nếu cái mã băm nó thấp hơn so với mã băm chỉ tiêu của mạng lưới. Có nghĩa là điều kiện là mã băm được thêm, mã băm của khối được thêm phải bé hơn chỉ tiêu của mạng lưới. Đấy. Thì các ví dụ ở dưới đây
Các ví dụ mà mình sắp nói này thì nó khá là chuyên môn, nhưng mà hãy tưởng tượng như là chúng ta chơi cái trò chơi xúc xắc đi, thì một con xúc xắc có con số là đánh dấu từ 1 cho đến 6 đúng không? Nếu mà bạn chọn cái con số 6 là một cái con số chỉ tiêu ấy, thì bất cứ ai mà tung xúc xắc được cái con số nhỏ hơn 6 thì đều có thể thêm vào cái khối blockchain. Con số chỉ tiêu càng càng thấp thì việc tung xúc xắc để có được cái con số nhỏ hơn ấy nó càng khó. Vì thế thì nó càng có sự ít sự lựa chọn để được chấp nhận. Có nghĩa là chỉ tiêu càng thấp thì sao? Thì nó càng khó. Càng khó để thêm một khối vào, càng khó để giao dịch được chấp nhận. Ví dụ nhé, ví dụ khi mình tung con xúc xắc lên, chỉ tiêu của mình là 2 đúng không? Thì cái người tung xúc xắc đó nó chỉ là mình phải tung sao cho nó trúng con số 1 thì mới có thể thêm một khối được vào blockchain. Như thế để tung cái con số này lên thì phải tiêu tốn rất là nhiều thời gian để mà mình tung lên với cái xác suất ngẫu nhiên ấy, nó trúng con số 1 đấy. Đấy. Vì thế thì khi số người tham gia tung xúc xắc tăng thì con số chỉ tiêu sẽ giảm xuống để giữ nguyên tốc độ thêm thêm khối vào blockchain. Đây. Thì khi mà cái người tham gia đào hoặc là thêm thì sẽ con số chỉ tiêu nó sẽ giảm. Mục đích nó giảm như vừa nói là nó sẽ để nó giữ nguyên tốc độ khi mà thêm thêm khối vào blockchain. Đấy. Ở các ví dụ ở cái video trước ấy, mình đã nói là cái mã băm ở ví dụ trước, ví dụ như là 000 DE F 911 chẳng hạn. Đấy. Thì mạng lưới này chúng ta thấy có 4 số 0 đúng không? Có 4 số 0. Thì mã băm chỉ hợp lệ khi nó nhỏ hơn cái ví dụ ở đây 5 đi chẳng hạn. Đây. 105. Đấy. Khi nó nhỏ hơn cái con số này, đấy, khi nó nhỏ hơn con số này. Nếu không thì nó sẽ không được coi là một cái khối hợp lệ.